bạn đang lướt TikTok và bạn thấy có giai điệu cực kỳ hay, bạn muốn cài nó làm nhạc chuông của mình, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải video trên TikTok về làm nhạc chuông cho iPhone nhé. Và khi mình lướt TikTok thì mình đang rất thích cái bài của Jimmy Moore này, thì mình sẽ chọn cái video có liên quan đến cái bài hát này mà mình sẽ tải về các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ ấn bừa một cái đi, rồi mình sẽ ấn tải về này, lưu video lại này. Ok, và chúng ta sẽ thoát ra và các bạn tìm cho mình một cái app có tên là Ringtone Maker này các bạn nhé. Đây, ấn vào giúp mình này. Và với cái app này các bạn chỉ cần ấn dấu cộng và up cái video mà bạn mới tải xuống về nhé. Đây, nhập từ video này. Rồi các bạn chọn đây, video giúp mình. Và đây là cái video mình vừa mới up lên các bạn nhé. Đây mình sẽ chọn vào đây này. Rồi các bạn ấn tiếp cho mình là phần chế tạo. Rồi chúng ta sẽ có phần GarageBand này. Với bạn nào mà không có sẵn thì có thể tải trên App Store nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ ấn vào đây. Và đây phần tiếng của video này đã xuất hiện ở trong GarageBand này của mình rồi. Và mình sẽ ấn giữ ở đây nhé các bạn nhé. Mình sẽ ấn chia sẻ. Rồi các bạn ấn vào phần nhạc chuông giúp mình. Rồi độ dài nhạc chuông sẽ được điều chỉnh, các bạn cứ ấn tiếp tục giúp mình nhé. Ok. Và lúc này thì nó sẽ cho mình đổi tên cho mình thôi, mình cũng chả cần đâu. Rồi mình ấn xuất. Vậy bây giờ thì app đang xuất nhạc chuông cho các bạn nhé. Và trong này thì app còn hỏi là chúng ta có thể sử dụng âm thanh để làm gì. Ok, và mình sẽ chọn luôn làm thành nhạc chuông chuẩn các bạn nhé.